Hoa hậu Thùy Tiên được tháp tùng bằng xế hộp 22 tỷ khi tham gia sự kiện. Trong một sự kiện diễn ra vào cuối tuần rồi, Miss Grand International 2021 xuất hiện trước công chúng với tạo hình dịu dàng, áo dài thước tha khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Đáng chú ý, trong đoạn video cô đăng tải trên kênh TikTok cá nhân, netizen còn phát hiện cô được tháp tùng đến sự kiện trên một chiếc xe đắt tiền. Theo tìm hiểu của Sao chiếc xe này là Aston Martin DBX 707 có giá bán khởi điểm từ 22 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, dựa vào màu sơn, nhiều người nhanh chóng nhận ra đây là chiếc xe thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Thị trường Việt Nam có khoảng 4 chiếc DBX707, hai trong số đó của ông Trùm Cà Phê. Trong đó, một chiếc có màu sơn đen nhám Quy Satin Jet Black được ông mua vào cuối năm 2022. Chiếc xe sử dụng để thắp tùng hoa hậu Thùy Tiên gia nhập gara của ông Vũ vào giữa năm 2023, mang màu sơn xanh quân đội Satin Titanium Ray. DBX707 được xem là mẫu xe mạnh mẽ, cao cấp, sang trọng và đắt giá của thương hiệu Aston Martin tại thị trường Việt Nam. Xe được trang bị khối động cơ V8 dung tích 4.0 lít, tăng áp kép do Mercedes AMG cung cấp, nhưng đã được tinh chỉnh bởi đội ngũ kỹ sư của hãng xe Anh Quốc. Nhờ đó, khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất lên đến 707 PS, tương đương 697 mã lực và 900 nm mô xoắn, mạnh hơn DBS tiêu chuẩn tới 155 mã lực và 200 nm. Cái tên 707 được lấy từ công suất của động cơ tính theo đơn vị PS. Xôn xao hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ FaceTime với Quang Linh Vlog, hậu năm lần bảy lượt né tránh trước truyền thông. Hoa hậu Thụy Tiên và Quang Linh Vlog nhận được nhiều sự ủng hộ và gắn ghép nhiệt tình từ khi hợp tác dự án thiện nguyện ở châu Phi. Tuy người đẹp sinh năm 1998 từng khẳng định cả hai chỉ là bạn bè, cặp đôi sau đó có hành động giữ khoảng cách, hạn chế tương tác sau khi liên tiếp bị đẩy thuyền và bắt đầu tạo những tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây, hình ảnh được cho là hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên gọi điện thoại riêng trò chuyện vui vẻ thoải mái cùng Quang Linh Vlog gây xôn xao. Trong bức hình, người đẹp sinh năm 1998 còn nở nụ cười tươi tắn tràn trở khi đang tiến hành tại trang. Khoảnh khắc này của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm và được netizen chia sẻ chóng mặt. Tuy nhiên, thực tế, hình ảnh Thùy Tiên gọi điện thoại cho Quang Linh Vlog chỉ là sản phẩm được chỉnh sửa và cắt ghép mà thôi. Đây là hình ảnh được lấy từ trong live stream của người đẹp sinh năm 1998, diễn ra vào tháng 9 năm 2023. Vào đầu tháng 5 năm 2024, Hoa hậu Thụy Tiên đã có dịp hội ngộ gặp gỡ khi tiêm châu Phi trở về Việt Nam. Những khoảnh khắc người đẹp chính ít bên nhóc tỳ lôi con đã nhận được nhiều sự chú ý. Thế lực nhí có tên thật là Mati Vadu, 5 tuổi, sinh ra và lớn lên Angola. Cậu bé này là con trai của Mati Loi, một thành viên tiêm châu Phi của Quang Linh Vlog. Lôi con đã được Quang Linh Vlog nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng để tiện chăm sóc. Khi nhóc tỳ sang Việt Nam, thì Thủy Tiên sẽ đích thân làm hướng dẫn viên để đưa nhóc tỳ khám phá thành phố Hồ Chí Minh. Trong lần gặp gỡ này, cư dân mạng cũng nhận thấy Colin Linh Vlog và Thủy Tiên có hành động giữ khoảng cách và khá thận trọng khi nói chuyện, tương tác. Cả hai không công khai những bức hình riêng lẻ thân thiết nào. Khi chung một khung hình, cô Linh Vlog và người đẹp chính ít cũng có vị trí cách xa nhau. Vào năm 2022, Hoa hậu Thủy Tiên và Quang Linh Velox lần đầu gặp gỡ nhau tại Angola, Châu Phi, khi cùng kết nối thực hiện dự án thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ thời điểm đó, cả hai liên tục được netizen đẩy thuyền. Khi liên tiếp bị gắn ghép tình cảm, Hoa hậu Thủy Tiên từng lên tiếng làm rõ về mối quan hệ với Quang Linh Velox. Việc được ghép đôi với Quang Linh cũng khiến cuộc sống tôi ít nhiều bị ảnh hưởng, vì mọi người bắt đầu để tâm vào các câu chuyện, các mối quan hệ nhiều hơn. Tuy nhiên, Tôi mong khán giả hãy tập trung vào những dự án và những gì mà Tiên và Tiêm Châu Phi đã đóng góp. Tôi và Quang Linh chỉ là những người bạn. Đến tháng 8 năm 2023, Thùy Tiên lần nữa lên tiếng khi cả hai cùng thực hiện một dự án thiện nguyện. Anh Quang Linh cũng như các thành viên khác của team Việt Phi đều là người anh mà Tiên rất quý khi cùng mang lý tưởng yêu thương giúp đỡ mọi người. Đặc biệt khi tất cả mọi người đã làm việc cùng nhau trước đó, Tiên và team Việt Phi phần nào đã có sự ăn ý và hiểu nhau. Hy vọng với điều đó, mình và Tiên Việt Phi sẽ đồng hành cùng nhau nhiều hơn nữa để càng có nhiều dự án cộng đồng được thực hiện. Vào tháng 12 năm 2021, vượt qua 69 người đẹp đại diện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, Thùy Tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Miss Grand International. Sau khi xuất sắc đạt ngôi vị danh giá, người đẹp sinh năm 1998 tới nay vẫn luôn giữ được sức nóng tên tuổi. Hoa hậu Thùy Tiên liên tục chiếm spotlight khi tham dự các sự kiện lớn nhỏ. Người đẹp chính ít từng tiết lộ sẽ không công khai chuyện yêu đương trước công chúng để tránh những bàn tán ồn ào không đáng có. Khi được hỏi về dự định kết hôn, khi những người bạn thân lần lượt lên xe hoa, Thủy Tiên nói với chúng tôi, tôi xin phép giữ riêng tình trạng yêu đương bởi bản thân không phải là người thích chia sẻ nhiều về chuyện đời tư. Bây giờ tôi vẫn nô nào kết hôn, nhưng nhờ có mọi người tôi nghĩ sau này chắc mình cũng sẽ lấy chồng, sinh con, bởi tôi thấy mọi người thay đổi tích cực, trưởng thành hơn sau khi có con. Trước đây tôi lớn lên theo kiểu khác, nên không tin vào hôn nhân hay có đam mê mãnh liệt đến một độ tuổi nào đó sẽ lấy chồng sinh con. Nhưng môi trường thay đổi, gặp được những người có gia đình hạnh phúc, xem họ nuôi con như thế nào, nên tôi mới thay đổi suy nghĩ. Biết đâu sau này tôi cũng sẽ có một gia đình như thế. Xuân sau hình ảnh Thúy Tiên vui vẻ phê tham với Quang Linh Vlog, hậu 5 lần 7 lượt né tránh trước truyền thông. Hoa hậu Thủy Tiên và Quang Linh Vlog nhận được nhiều sự ủng hộ và gắn ghép nhiệt tình từ khi hợp tác dự án thiện nguyện ở châu Phi. Tuy nhiên, Thủy Tiên từng khẳng định cả hai chỉ là bạn. cặp đôi sau đó cũng có hành động giữ khoảng cách, hạn chế tương tác sau khi liên tiếp bị đẩy thuyền và bắt đầu tạo nên những tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây là hình ảnh được cho là Hoa hậu Thủy Tiên gọi điện thoại riêng cho chuyện vui vẻ thoải mái cùng Quang Linh Vlog. Trong bức hình, Thủy Tiên còn nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ khi đang tiến hành tẩy trang. khoảnh khắc này của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm và được netizen chia sẻ chóng mặt. Tuy nhiên, Thực tế, hình ảnh Thủy Tiên gọi điện cho Quang Linh chỉ là sản phẩm đã được chỉnh sửa cắt ghép thôi. Đây là hình ảnh được lấy từ trong livestream của Thủy Tiên diễn ra vào tháng 9 năm 2023. Đầu tháng 5 năm 2024, Hoa hậu Thủy Tiên đã có dịp hội ngộ, gặp gỡ team châu Phi khi trở về Việt Nam. Những khoảnh khắc Thủy Tiên bên nhóc tỷ lôi con cũng nhận được nhiều sự chú ý thế lực nhí có tên là mativado 5 tuổi sinh ra và lớn lên ở angola cậu bé này là con trai của Matiloy, một thành viên team châu phi của quang linh vlog lôi con đã được quang linh vlog nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng để tiện chăm sóc khi nhóc tỳ sang việt nam thì thủy tiên sẽ đích thân làm hướng dẫn viên để đưa nhóc tỳ khám phá thành phố hồ chí minh trong lần gặp gỡ này cư dân mạng cũng nhận thấy quang linh vlog vào thủy tiên có hành động giữ khoảng cách và khá thận trọng khi nói chuyện tương tác cả hai không công khai những bức hình riêng lẻ thân thiết nào khi chung một khung hình quang linh và thủy tiên cũng có vị trí cách xa nhau vào năm 2022, Thủy Tiên và Quang Linh lần đầu gặp gỡ nhau tại Angola, châu Phi khi cùng kết nối thực hiện dự án thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ thời điểm đó, cả hai liên tục được cộng đồng mạng để thuyền khi liên tiếp bị gắn ghép tình cảm. Thủy Tiên từng lên tiếng làm rõ về mối quan hệ với Quang Linh. Việc được ghép đôi với Quang Linh cũng khiến cuộc sống tôi ít nhiều bị ảnh hưởng vì mọi người bắt đầu để tâm vào các câu chuyện, các mối quan hệ nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi mong khán giả hãy tập trung vào dự án và những gì mà Tiên và Thêm Châu Phi đã đóng góp. Tôi và anh Quang Linh chỉ là những người bạn đầu tháng 8 năm 2023, Thùy Tiên lần nữa lên tiếng khi cả hai cùng thực hiện một dự án thiện nguyện. Anh Quang Linh cũng như các thành viên khác của Team Việt Phi đều là người anh mà Tiên rất quý. khi cùng mang lý tưởng yêu thương giúp đỡ mọi người. Đặc biệt khi tất cả mọi người đã làm việc cùng nhau trước đó, Tiên và Team Việt Phi phần nào đã có sự ăn ý và hiểu nhau. Hy vọng với điều đó mình và Team Việt Phi sẽ đồng hành cùng nhau nhiều hơn nữa để có càng nhiều dự án cộng đồng được thực hiện. Vào tháng 12 năm 2021, vượt qua 69 người đẹp đại diện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, Thủy Tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Sau khi xuất sắc đoạt ngôi vị danh giá, Thủy Tiên tới nay vẫn luôn giữ được sức nóng tên tuổi. Thủy Tiên liên tục chiếm spotlight khi tham gia các sự kiện lớn nhỏ. Thủy Tiên từng tiết lộ sẽ không công khai chuyện yêu đương trước công chúng để tránh những bàn tán ồn ào không cần thiết. Khi được hỏi về dự định kết hôn, khi những người bạn thân lần lượt lên xe hoa, Thủy Tiên nói: "Tôi xin phép giữ riêng tình trạng yêu đương bởi bản thân tôi không phải người thích chia sẻ nhiều về chuyện đời tư. Bây giờ tôi vẫn chưa nôn nao kết hôn, nhưng nhờ có mọi người tôi nghĩ sau này chắc mình cũng sẽ lấy chồng sinh con." bởi tôi thấy mọi người thay đổi tích cực, trưởng thành hơn sau khi có con. Trước đây tôi lớn lên theo kiểu khác, nên không tin vào hôn nhân hay có đam mê mãnh liệt, đến một độ tuổi nào đó sẽ lấy chồng sinh con. Nhưng môi trường thay đổi, gặp được những người có gia đình hạnh phúc, xem họ nuôi con như thế nào, tôi mới thay đổi suy nghĩ. Biết đâu sau này tôi cũng sẽ có một gia đình như thế. Khoảnh khắc Quang Linh trêu đùa với Thùy Tiên gây sốt. Thời gian qua, mạng xã hội đổ dồn chú ý về việc Quang Linh Vlog cùng cậu nhóc lôi con về Việt Nam trên trang cá nhân, Quang Linh thường xuyên đăng tải các đoạn video ghi lại khoảnh khắc Chu Du từ nam tới bắc nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. trong chuyến đi này của Quang Linh còn có sự tham gia của Nguyễn Thúc Thủy Tiên, hoa hậu hòa bình quốc tế 2021. khi nhận được tin cả team Quang Linh sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh, Thủy Tiên đã đích thân đưa lôi con tham quan khắp phố phường, trải nghiệm những địa điểm lý thú, đi công việc nước, khám phá thành phố về đêm, cắm trại trong rừng. thế nhưng điều cư dân mạng đặc biệt quan tâm là mối quan hệ giữa Quang Linh, Thủy Tiên bởi từ trước đến nay cả hai được đẩy thuyền mạnh mẽ vì quá xứng đôi vừa lứa. Trước đó mạng xã hội xôn xao, chưa khoảnh khắc Quang Linh có hành động quan tâm đến Thủy Tiên. Khi thấy nàng hậu đang đu trên sợi dây bằng cây bắt ngang, Quang Linh đã dùng chân để giữ thăng bằng nhằm tạo sự an toàn. Hành động này của Quang Linh được dân mạng hết lời khen ngợi vì quá tinh tế. Thế nhưng trong một đoạn video mới đây, team Quang Linh lại bất ngờ có hành động trêu đùa khi Thủy Tiên một mình trèo thuyền giúp lợi dụng lúc nàng hậu không để ý, tiến nguyễn đã tranh thủ buộc sợi dây giữa hai chiếc thuyền với nhau. đến lúc này thủy tiên vẫn không hay biết, cô tiếp tục ra sức trèo, còn bộ ba kia sung sướng nằm tận hưởng. tới khi phát hiện ra, thủy tiên chỉ biết cười trong bất lực. đoạn video ngay sau khi đăng tải nhận về rất nhiều sự quan tâm từ công chúng, hàng loạt bình luận bày tỏ thích thú trước trò đùa của team quang linh dành cho thủy tiên.